Chào mừng em đã quay trở lại với kênh Hải Gà. Đây là clip mình sẽ review server Dynamo Game. Ok, đây là một cái server trên nền tảng PyEngine và chúng ta sẽ cùng đăng ký tài khoản nha. Bước này thì mình sẽ làm nhanh qua cho anh em thôi. Ok. Đây là cái giao diện đầu tiên mà khi mà chúng ta đăng ký tài khoản xong sẽ log vào và nằm ở cái khu vực khá là quen thuộc với anh em. Server này thì hiện tại thì cái lượng người online khá là ít, nhưng mà nó cũng là một cái server mới và anh em mình sẽ trải nghiệm review cho anh em. Ok, đầu tiên khi mà log vào thì anh em sẽ có những cái hướng dẫn như new by, ví dụ như ấn Alt bên trái vào NPC. Đấy, ấn vào Talk to NPC để có thể nhận quà new by. Bên này thì cũng có một ông NPC nữa. Đây thì anh em sẽ nhận được cái ID card như là một cái gì mẹ quái gì đây. Đấy. Bên này. Talk to NPC. Đây, Talk to NPC thì anh em sẽ có được một cái là chào mừng các bạn đến với Dynamo Game City. Vui lòng chọn ngôn ngữ này. Cái này ngôn ngữ là mẹ gì. Ok, hướng dẫn xe đạp này. Cái này nó ghi là ấn vào Talk to me để nhận quà, nhưng mà mình không thể nhận quà. Có lẽ là mình cũng chưa thao tác được, hoặc là có thể cái quà đây chính là xe đạp. Ok nha, chúng ta có xe đạp rồi. Đây, server này là một cái server có NPC anh em nhé. Đây, đây là cũng là một người chơi. Ok, đây là cái giao diện chính của cái server này. Ở cái bản đồ chính của cái server này, và nhìn qua thì có lẽ là server này sẽ là một cái server thiên về hướng roleplay hơn là cái server chiếm bóng, vì nó sẽ một cái server chiếm bóng thì nó sẽ có những điểm đặc thù khi mà trên cái bản đồ này nó sẽ có nhiều cái vùng quanh đỏ cũng như là những cái vùng cho cái băng đảng khác nhau. Ok, chúng ta sẽ cùng di chuyển qua khu vực kìa. Chúng ta sẽ cùng di chuyển qua cái khu vực một cái khu vực khác, đó là cái khu vực đồ ăn thức uống, xem là nó sẽ có cái gì, họ sẽ bán những cái gì ở trong cái tiệm tạp hóa này nhá. Trong lúc chúng ta di chuyển ra thì mình sẽ chia sẻ một chút về cái giao diện chính. Thì ở bên phía phải phía bên trái màn hình thì nó cũng sẽ có một cái bản đồ cũng như là những cái đồ ăn thức uống này, rồi cái map ấy và một số cái hướng dẫn cho anh em khá là dễ dàng để anh em có thể biết được là và những cái thao tác như mình như thế nào, những tóm tắt như thế nào. Nó cũng là cái đơn giản và cũng một số, nhưng mà một số server thì lại không có một hướng dẫn gì. Đấy. Một số server thì nó hướng dẫn rất kỹ càng. Đấy. Ở phía trên bên phải thì nó cũng sẽ hiện số người chơi cũng như là cái ID của các bạn. ID của các bạn để các bạn có thể tiện thao tác những cái thao tác mua bán hoặc là trao đổi với nhau hoặc là đấy, tìm hiểu. Ok, chúng ta sẽ di chuyển vào khu vực đồ ăn thức uống để xem trong này họ sẽ bán những cái gì nhá. Đây sẽ ấn Alt và ấn Open Shop. Đây thì nó sẽ bán một số cái lương thực thực phẩm thôi, đồ ăn thức uống băng gạc. Đấy, cái này là cái mồi săn, cái này mồi săn mình chưa rõ là làm cái gì, có thể là nó sẽ làm một cái rốt gì đấy, bia rượu. Thì đối với những cái server mà thiên về hướng roleplay ấy thì ở trong shop họ sẽ bán rất khá là ít đồ, rất ít luôn đấy, chứ không phải là ít nhiều nữa mà là khá ít luôn, chỉ đồ ăn thôi là chính. Đấy, còn với những server chiếm đóng thì họ sẽ bán nhiều thêm những cái đồ về giao tranh, ví dụ như giáp tiếc các kiểu. Táp đây mình sẽ được bánh mì, nước cộng với một cái điện thoại. Ok, đó là những cái cơ bản nhất anh em mới có thể có được khi mà vào cái server Dynamo City Game này. Những hướng dẫn anh em cũng sẽ có những hướng dẫn khá là cơ bản và chi tiết như anh em đã nhìn thấy ở trên bản đồ, để hướng dẫn cho new buy anh em để có thể mọi người dễ dàng tiếp nhận cũng như là tiếp cận cái thành phố này hơn. Ok, trong thành phố này chắn rồi, nó sẽ có thêm rất những cái nhiều cái nghề nghiệp khác nhau, nhưng mà có lẽ là những cái nghề nghiệp mình sẽ làm ở một cái clip khác, khi mà nếu mà cái server này anh em thấy hấp dẫn và anh em quan tâm đến server này thì mình sẽ làm tiếp những cái clip hướng dẫn nghề nghiệp cũng như là cái kinh nghiệm kỹ thuật thì để anh em chơi cái server này nó dễ dàng hơn. Clip này chỉ là một clip review đơn giản để anh em biết về cái giao diện cũng như là những cái cơ bản nhất của trong server thôi. Mong rằng anh em sẽ ủng hộ.
Ok, cảm ơn anh em đã xem clip này nhé. Mọi người nhớ like, subscribe, đăng ký kênh và để lại các bình luận góp ý ở phía dưới video này nha. Cảm ơn tất cả anh em.